Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mức độ rủi ro do mưa lũ ở miền Trung là rất nguy hiểm tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam đã được nâng lên mức độ 4 và đang có hình thái tương tự đợt mưa lũ lịch sử năm 1999. Có nơi sẽ mưa trên 1.000mm và sẽ mở rộng ra miền Bắc, dịch chuyển dần vào Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Theo ông Hưởng, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng trực tiếp của các đợt không khí lạnh ở phía Bắc liên tục tràn xuống, tương tác với một dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang Trung Bộ, cùng lúc trên mực cao 1.500m đến 5.000m, có đới gió đông hoạt động mạnh. Tổ hợp các hình thái thời tiết này đã gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài tại miền Trung. Trọng tâm mưa lớn là khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, có nơi mưa trên 1.000mm.